Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobi nha. Ok. Chà, giờ rồi muốn gì giờ ta? Con gì hả? Con gì thì cũng không ngon lắm. Tự nhiên mua con Heaven Bomber ở đây thì đi. Thôi kệ đi, lỡ rồi. Mua Heaven Bomber ở đây rồi để coi chút xíu nó đi được cái gì thì đi nha. Chứ bây giờ thì bạn chơi khó thì cũng bạn không có một con gì mà thường là sao bắt đầu hiệp một mình thường chọn những con như là Starbreaker, Skybreaker, rồi mấy con mà thể loại giống như là có cái kiểu giống như là cái đánh gì đó nó kiểu như có attack một chút nó khó chịu à, nó khó chịu. Còn thường ít khi nào mình nó mình chọn mấy con bát xịp như vậy thì ba Goblin thính ra nó chọn như vậy thì cũng đúng lắm chứ bộ. Tính ra chọn vậy cũng đúng lắm nè. Đó bây giờ anh vậy nó phải ngon không? Anh vậy nó phải ngon hơn nhiều chứ đúng không nè? Thấy ra anh vậy là biết ngon rồi. Hai con ba Goblin mà có hai con Skybreaker với lại Starbreaker này là đủ dép rồi. Là đủ dép rồi. Nếu mà hiệp thứ tư á nha, ba con này mình để vào mình cũng có khả năng là dư dép luôn á, là dư dép luôn, là mình cũng đủ ăn luôn á. Nhưng mà để xem, để còn mình mới này hiệp quái 2 thôi. Hiệp quái 2 thì mình mà có ba Goblin là may mắn thôi. Để coi hiệp quái nào, hiệp quái nữa này mới là vấn đề nè. Được luôn. Ngon nha bạn. Cái này nè, hai con này mình lên 2 sao một cái đi, hiệp thứ tư tôi vả gãy răng hết, thằng nào đập thằng đó luôn. Đụng thằng nào đập đó luôn bạn, cho nó dễ chịu đúng không? Rồi, bây giờ sao đây? Skywrecker 2 sao. Heaven Bummer 2 sao. Ui, cũng có mấy thằng lên được 2 sao rồi đấy. Cũng có mấy thằng lên được 2 sao rồi đấy. Coi chừng hiệp thứ tư là nó up level 4 luôn. Gọi là nó cầm cái chuỗi thắng trong người luôn à, nó cầm cái chuỗi thắng trong người luôn à. Phải cẩn thận mấy thằng đó. Mình phải để ý coi tụi nó có up cấp hay không à, mình phải để ý coi tụi nó có up cấp hay không à, chứ không là toang đấy à, chứ không là toang đấy. Đây. Được chưa? À, bây giờ là ba Goblin cái nhẹ à, ba Goblin cái nhẹ này để ma năng vô cho con Heaven Bomber luôn, để ma năng vô cho con Heaven Bomber luôn, kiểu như là bơm đồ luôn để cho Heaven Bomber 2 sao nó gánh bạn, để nó gánh Heaven Bomber 2 sao. Lúc này thì bắn tay không có thường đâu, mình muốn là nó phải ăn tiêu mà thời gian hồi chiêu con này nó lại nhanh nữa, cho nên mình khẳng định là sao một hiệp thì nó phải bắn được 2 lần à, một hiệp phải bắn được 2 lần. Ghê. Họ mana nào em ơi, họ mana nào. Thấy không, anh em thấy cái ống hồi chiêu của nó không, nhanh lắm nha. Đó, bây giờ chuẩn bị anh tiêu cái nữa nè. Nè, bây giờ là hưởng trọn nè, mày hưởng toàn cho tao. Thấy vậy chứ bỏ cục Heaven Bomber lên 2 sao là mình tận dụng liền à, mình tận dụng liền, quá ngon luôn. Được chưa? Mà có cái là sợ nó không lên 2 sao sớm thôi. Lên 2 sao sớm là sẵn sàng bỏ cục ma năng vô luôn à, sẵn sàng bỏ cục ma năng vô luôn. Hai con heo cần rồi, bỏ hai con heo cần ai vô hành vậy à, hay là hành vậy. Hai con này thì không ngon bằng hai con heo cần ai đâu. Thật sự vậy luôn, tại hai con heo cần ai là cũng có in tiêu, cũng xịn à, cũng xịn, nó giống cái in tiêu của nó giống như con Starbreaker vậy đó, nhưng mà nó yếu hơn một chút, nhưng mà nó có làm choáng. Còn con Starbreaker thì nó không có làm choáng, nhưng mà đam nó cao hơn một chút đó. Thì đánh đổi bạn, đâu thể nào mà nó kiểu như mà nó hoàn hảo được, nó phải có chút này chút khác chứ, ở chút này chút khác chứ đúng không? Heaven Bomber bắn anh tiêu nè, trời ơi, đam như thế thì xong rồi. Con Heaven Bomber miễn là nó anh tiêu được à, hồi chiêu quá nhanh luôn. Hên là mình không có gậy sét nha, chứ mình có gậy sét là mình cũng cho luôn á à, có gậy sét là mình cũng cho vô luôn á, chứ mình đâu có ngại bạn à, mình đâu có ngại. À, dạo này Liên Hợp Quốc nhiều quá ha, nhưng mà Việt Nam mình vẫn đông, không sao, Việt Nam đông tao chịu rồi, Việt Nam đông mình chịu. Cái này thì không mua gì hết, chứ có gì đâu mua bạn, cái này có gì đâu mua, thôi khỏi mua vậy, là khỏi mua vậy. Bây giờ con Starbreaker này phải lên 2 sao, con Skybreaker cũng phải lên 2 sao. Vậy đi cho nó củ chắc, à, chắc chắn là mình có một cái chuỗi thắng. Tại mình đang 100 máu mà bạn, đang 100 máu mà tại sao lại why not đúng không, why not. Chơi luôn em, chơi luôn cho tao, chơi luôn cho anh. Rồi để xem nè. Đâu rồi? Ok. Ôi thôi cái này chắc có vẻ thua quá, con ốc quên, con sâu ăn sâu chết rồi, con sâu chết rồi,
ô con sâu chết rồi thì mày lấy cái gì mày đánh tao? Heaven Bummer bắn nữa nè, anh tiêu nè, mày chết nè, rồi bây giờ mày lấy cái gì mà đánh tao đây? Bắn đẹp nha, bắn đẹp nha, bắn vô con đúng rồi. What the hell? Fail rồi đó, cái đó fail rồi em, bắn nhầm rồi. À, bắn con này đúng rồi. Rồi giờ đánh tay con kia chết. Mẹ con sâu rồi đâu có ăn nhận sát thương phép bạn, mà cái tên lửa của con quỷ này hết sát thương phép. Chết con mẹ mày đi nè, con rắn chó. Ripper luôn nha, có Ripper luôn nè. Đó, 10 tiền. Chuẩn chưa? Đẹp chưa anh em? Quá đẹp là đằng khác luôn, quá đẹp là đằng khác luôn. Có hai con 2 sao, 10 tiền. Đội hình như vậy là quá chuẩn rồi. Bài như vậy là gọi là bài đẹp luôn các bạn, bài đẹp luôn á. Cái này là kiểu như là bún heo luôn á, bài theo kiểu chơi tiến lên là bún heo luôn á. Tới bỏ ra tới trắng thôi chứ không cần phải làm gì hết á. Ngon chưa? Bài đẹp lên, giờ hiệp thứ 7 giờ mình gặp thằng nào mình xào đó luôn. Gặp nào xào đó luôn. Chứ mình giờ không có thằng nào qua đội hình của mình bây giờ. Có tăng có đam nha. Có tăng có đam, có Ripper tăng, Skybreaker 2 sao tăng, đam Heaven Bummer là đủ. Heaven Bummer là đủ. Ok. Còn đừng nói tới cái Soundbreaker. Soundbreaker là dư, gọi là dư, ok. Bây giờ mới là chuyện đáng nói nè. Bây giờ mới là chuyện đáng nói nè. Bây giờ coi lên được 2 sao, còn 2 con heo con ai để đây là giống như là phế thôi, hai heo để nay là phế thôi. Ồ. Xong. Xong rồi. Bây giờ 2 con visa nữa là mọi chuyện chấm dứt. Hai con visa nữa là mọi chuyện chấm dứt. Ok ok, chịu. Mình bắt đầu thấy hứng thú với cái dáng game này rồi các bạn. Anh em mà đang xem để lại cho mình một like nè. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha. Bán hết nè. Thắng hiệp này là mình bán con Heaven Bummer lấy 20 tiền luôn. Làm kinh tế cho nó chuẩn nè. Làm trận kinh tế cho nó chuẩn tại bài đang đẹp. Bài đang đẹp, không có lý do gì mà mình không làm kinh tế hết các bạn. Bài mình đang rất đẹp luôn, khác chứ không phải đẹp thường. Đẹp này cũng gọi là, cho mày cũng thấy là cỡ Ngọc Trinh nè. Bài này cũng phải sạch như cỡ Ngọc Trinh vậy đó bạn. Chất chơi không? Chất chơi không? Trời ơi. Rồi ba cái thứ này. Mày chết con à. Dẫn win. Dẫn win nha, 5 trận thắng liên tiếp. Của thằng nhì bảng nó cũng ghê nè. Nhưng mà nó ít tiền hơn mình. Mình trên cơ là tại sao? Tại mình có tiền. Mình trên cơ là sao? Tại mình có tiền. Mình lên 2 sao. Đây, đây. Đây. Đẩy con này vào luôn nè. Không. Bây giờ đẩy con này Knight vào biết sao. Đó, tại vì mình có 6 con. Knight này hồi máu cũng ghê nha, gây sát thương phép cũng gọi là dạng chuẩn đó nha. Dạng chuẩn nha. Rất được luôn hoàn toàn khác. Rất được luôn khác. Được. Tại sao không úp 6 luôn? Mình đang có chuỗi thắng mà. Thằng nhì bản nó úp 6 thì mình úp 6 luôn. Để mình lỡ mình gặp nó mình không có bị dưới cơ phải không? Tích tiền cũng phải là kiểu như bạn chơi tới không có keo kiệt nha. Không có keo kẹt, mình phải rộng rãi chút xíu, nguy hiểm á. Kiểu như mà keo là coi chừng là rước họa vào thân. Rước họa vào thân, mình đang có chuỗi thắng. Sơ sẩy một chút xíu, mất cái chuỗi thắng là bạn lỗ rồi đó. Mất cái chuỗi thắng là bạn lỗ rồi. Bây giờ mình phải hứa với lòng là mình phải làm sao là thằng nhì bạn nó mất cái chuỗi thắng trước mình. Hứa với lòng luôn, mặc dù vẫn tích tiền bình thường phải không? Vẫn tích tiền bình thường nhưng mà chuỗi thắng phải giữ. Và cố gắng là hạn thằng nhì bạn này để cho nó không có tích chuỗi nữa. Nó không có tích chuỗi nữa, kiểu như sao? Không phải là chạy lẹ là được bạn, không phải chạy lẹ là được. Mình phải gạt giò đối thủ, nữa đó. Gạt giò mình cá nhẹ xong rồi đó. Bắt đầu mình tiếp tục mình chạy. Còn nó thì để tự lực cánh sinh. Chút mà nó có vẻ như nó áp sát đích của mình gạt giò nó cá nhẹ nữa. Đây. Thấy không? Kiểu như ăn ở nó có, kiểu như ăn ở nó tốt bạn. Ăn ở nó tốt. Ra. Have got a one con visa rim tất 4 tiền. Hai con 4 tiền quan trọng nhất cuộc đời mình ngay chạy lúc này, bây giờ nó ra hết rồi. Bây giờ lại trông chờ vô con 3 tiền. Run hay ra, làm ơn đi. Run hay ra, tao không cần mày run lúc này. Chờ tao lên level 7 mày ro cũng được. Tại sao? Level 7 mới đủ chết, đủ chỗ bạn. Mới đủ chỗ bỏ 6 goblin. Chứ không mà khó đấy. Ok, ăn rồi. Ba con 2 sao mà nó còn là con xịn như vậy không mà lại không ăn tiền phai dáng này, nó lại sai quá bạn, nó lại sai quá. Được. Rock Golem. Ripper quất luôn. Rồi, 34 tiền giờ làm gì các bạn? Cái thằng kia nó vẫn thắng bạn thấy không?
Cái thằng kia nó vẫn thắng mà nó đang có 28 tiền. Đang có 28 tiền áp sát đít của mày chưa? Nó rõ ràng là áp sát đít của mình rồi, mình bây giờ là phải tranh thủ mình gạt giò nó. Bây giờ là mình phải nâng cấp đội hình mạnh thiệt mạnh để làm gì? Để mình lỡ mà mình có gặp nó bên sân nó đó là mình phải đập liền. Đập liền, kiểu như nó còn nhỏ mình còn đập được, bạn để nó to quá khó chơi. Để nó to quá khó chơi lắm, không ổn. Cái đó là không ổn rồi, ok. Bắn cái tiêu đẹp, bà hồi bắn cái tiêu chết con bò cạp liền luôn. Không kịp lướt vậy bạn, bò cạp không kịp lướt nè. Bắn lên tiêu một cái nữa nè. Rồi ôi, mày chết con à. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục nè bà. Gọi thoại gì vậy? Gọi thoại gì vậy? Khổ ghê nơi luôn á, khổ ghê nơi luôn á. Nhiều khi có cuộc gọi lạ bạn, nhiều khi có cuộc gọi lạ. Mình cái không biết cái số điện thoại mình nó bị gì á, có nhiều tin gọi khuyến mãi bạn, bán nhà đồ này kia ghê lắm. Ồ, cho mượn nợ luôn, kinh khủng kinh khủng. Trời ơi, cho bà như vậy chết rồi em ơi, sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Vậy là mình phải tích tiền nữa đó. Bây giờ là mình với cái thằng ở nhì bảng nó bằng lại nè. Nó 40 tiền. Nó 40 tiền, mình 46 tiền cũng là bốn lãi thôi. Nhưng mà nó 40 tiền nó tận dụng được hết, còn mình còn 6 tiền dư nè. Mình không biết làm gì nè. Mình không biết làm gì nhưng mà không sao. Không sao. Hết hiệp này nó cũng có 50 tiền, mình thì có hơn 50 tiền chút xíu, mình có thể sử dụng cái lượng tiền đó để mình gọi là gạt giò. Mình cố gắng gạt giò. Mr. Dev. Mr. Dev đầy 78 máu, 23 tiền, được, cũng ra gì. Đội hình Warrior cũng chất chơi người dơi đấy, nhưng mà không thể ăn mình cái ngay tại lúc này được bạn. Không thể ăn mình ngay tại lúc này được, cái chuyện đó nó chuyện khó lắm. Chuyện không thể. Muốn ăn mình ngay tại lúc này không bao giờ có. Không bao giờ có luôn. Cái thằng này nó vẫn thắng, ghê ta. Mình cảm giác như là bị nóng đít cho bạn à, có một cái wow, cái trứng này phải mua nhưng mà Agali Knight thì không mua nha. Agali Knight thì nó mua thì nó bị dư mà giờ không mua thì để ba tiền làm gì thì mới là vấn đề nè. Ồ. Mình thì mình đương nhiên là không thể nào chơi con Agali Knight nữa rồi bạn ơi. Cái con đó là mua thế thân thôi. Nè thấy không? Chơi tất tài. Nó 48 tiền, mình thấy nó để 48 tiền là mình lo mình bán liền, mình úp cấp liền. Bây giờ mà mình đụng nó là mình gạt luôn. Đụng nó là mình gạt luôn bạn. Không gà không đụng nó cũng không đụng mình, kỳ ta. Thằng này nó trốn mình hay dữ ta. Nó trốn mình hay dữ lắm luôn á. Sao tới bây giờ nó chưa gặp mình, chứ nó gặp mình thì nó phải thua thôi. Mình trên trên cấp nó mà, trên cơ nó mà. Mình thấy nó 48 tiền, mình cân bằng lãi là 40 tiền nha. Mình cân bằng lãi là mình up cấp luôn, là mình trên cơ nó một level, một level đúng không? Chơi phải tính tất cả đó các bạn, bằng lãi nhưng mà hơn một level là mình cảm giác là mình có có chút xíu gì đó gọi là gần gần này nha. Nhưng mà thằng này cũng ghê, trời ơi, nó giấu cờ nai nhiều lắm trong người. Cái thằng này chút xíu nữa nó mà lên được 2 sao hết đó, thì nó là mạnh lắm. Thì cái sức mạnh nó tăng vượt bậc bạn, nó vượt bậc. 53 tiền. Bây giờ nó để 56 tiền nè. Bây giờ nó nãy nó thua à. Rồi vậy là xong. Kế hoạch hoàn thành rồi bạn. Mặc dù là mình không phải là người phá trinh đó nhưng mà như vậy là hoàn thành rồi. Như vậy là hoàn thành rồi. Giận vậy giờ tiếp tục sao? Eco thôi. Ông hai Eco mà tích lại 50 tiền. Có chuỗi thắng. Bây giờ là mình mỗi hiệp là mình sẽ cách xa thằng nhì bảng đi rất nhiều tại vì nó mất chuỗi rồi. Một cái chuỗi thắng là 3 tiền. Ok, một cái chuỗi thắng là 3 tiền. Bây giờ mình đang có 3 tiền. Hơn nó cứ hết hiệp là mình có nó 3 tiền rồi nó gặp mình nè. Bây giờ nó mới gặp mình. Ôi đây đây đây. Heaven Bummer. Ôi. Ôi giờ sao Heaven Bummer? Cái nữa em. Ôi bắn vậy chết rồi, bắn vô con đó sai rồi em ơi. Heaven Bummer. Ok. 6 máu nha, 6 máu nha bạn, 6 máu nha. Không, nó mà gặp mình là nó chết liền tại thua một level. Thua một level mà mình thắng nó cũng khó khăn, nói chung là đội hình nó cũng khá là mạnh. Cho nên không, bởi vậy mình biết nó mạnh cho nên là mình gạt giò liền, mình gạt giò liền. Trứng ra dữ vậy bạn, 2 trứng rồi. Mày 2 trứng rồi ra dữ vậy. Ôi. Xoay cái nữa đi bạn ơi, có thể nào cho mình kiếm con Ranhera được không? Xoay cái nữa luôn bạn ơi, Ranhera đi.
Cái đất gì vậy ta? Cái đất gì vậy? Trứng đâu dữ vậy? Trứng đâu dữ trời? Điên à. Ôi, trứng dữ vậy luôn rồi. Ngay hiệp 15 mình có 6 goblin luôn rồi. Thì quái đánh mình kiểu gì vậy bạn? Giờ tao chấp mày quái luôn, tao chấp mày 2 bi luôn. Mà tao còn 3 trứng ở ngoài đây nữa. Chôn ở ngoài đây 15 tiền các bạn. Mình chôn ngoài đây 15 tiền rồi đó. Bạn thấy không? Chôn ở ngoài đây 15 tiền luôn á. Mà mình vẫn còn cảm giác như mình trên cơ. 6 goblin rồi. 6 goblin là một cái gì đó nó khác biệt lắm bạn. Khác biệt lắm. Bây giờ 6 goblin rồi thì mình làm gì đây? À, mình làm gì? Up cấp thôi. Chứ làm gì nữa đâu. Mình nói rồi. Tất cả mọi video mình nói rồi. Bạn cầm tiền bạn phải biết làm gì nha. À, bạn chơi đội hình nào thì bạn phải kiểu như là tới cái giai đoạn đó là bạn phải biết mình là ở up cấp hay là xoay hay là tích tiền hay là làm cách nào đó thì mình không quan trọng, nhưng mà mỗi đội hình nó sẽ có một cái hướng đi khác nhau, và mỗi trận nó còn lại có một hướng đi khác nhau nữa. Như giống như bạn thấy mình nãy không, mình thấy cái thằng gì bạn nó xanh, cái mình gặp mình nãy là giờ là mình chưa đụng nó cho nên nó có chuyện thắng đúng không. Mình quyết định chơi trên cơ, thấy nó up, thấy nó xoay bài, nó hố tiền lãi thì mình cũng up cấp luôn, để mình trên cơ, để mình gặp nó mình vả liền, để cho cái cách biệt của mình với nó xa ra, xa nhất có thể đó. Cái đó là thường là mình không có up cấp đâu, nhưng mà gặp cái thằng gì bản như vậy thì mình phải up cấp để gọi là chơi trên cơ. Mỗi trận nó sẽ có một cách lên khác nhau, mỗi trận nó có cách lên khác nhau, không phải lúc nào bạn cũng lên được chung được. Làm gì có thể, có khi bài nó ra, có khi bài không ra rồi bạn quyết định sao, đúng không? Cho nên giống như cái phần trang bị cũng vậy, trang bị không có thể nào mà nhất thiết là bạn phải có cái đó hoặc là có cái kia hoặc là có cái nọ, không thể. Tại bạn biết sao, làm gì có thể như bạn muốn được. Mày đánh bài ước thì về nhà chơi một mình, ước cái gì thì rút trong bộ bài ra chơi, đúng không? Nó không có như ý đâu, nó không có như ý đâu. Cho nên là bạn biết sao, nó rất là khó khăn. Cho nên là bạn phải tập nhiều tình huống, giống như là tình huống này ta không có cái đó thì ta phải làm cách nào để tao thắng, ta không có cái này thì ta phải làm cách nào để tao thắng. Chứ còn mà cứ ước là có cái kia, có cái thua hồi nó như vậy thì dễ quá rồi. Nói như vậy dễ quá, giống như nhà có điều kiện là tao muốn cái đó là tao có cái đó. Vậy như vậy thì nói cái gì nữa? Đời như mơ như vậy thì nói cái gì nữa, đúng không? Đúng rồi, mình phải tập sống theo cách con nhà nghèo giống như mình. Bạn, mình nghèo vãi hồn. Cho nên là quyết định là mình sống theo con nhà nghèo ở trong game luôn. Tích tiền, lúc nào mình cũng nói cái chuyện tiền ở trong game. Tại sao? Mình biết tiền nó quan trọng. Tiền rất quan trọng. Lúc nào cũng vậy, ở ngoài đời hay trong game thì cũng vậy luôn. Thằng nào có tiền, thằng đó mới có tiếng nói. Thằng nào có tiền đó mới có tiếng nói, còn mấy thằng kia nói không ai nghe hết. Đó, như vậy nè, giống như mình nè. Bây giờ mỗi hiệp mình kiếm được nhiều tiền hơn thằng kia nè. Mình kiếm được nhiều tiền hơn tất cả những thằng ở trong đây luôn. Thì mình mới có tiếng nói. Nó vậy bạn, nó vậy. Mình mới có 12 chuỗi thắng, mình còn 100 máu. Mình có 50 tiền. Kiểu giống như là sinh ra dịch đích luôn, nhưng mà đâu có, cái này là do cố gắng thôi. Do là có tư duy, hồi nãy mà mình có tư duy là mình up cấp sớm. Đó, bây giờ mình level 8 mà. Mình trên cơ bao nhiêu thằng mà biết không? Trên cơ bao nhiêu thằng? Hơi bị kinh khủng luôn. Từ từ nha, cái này hơi căng nè. Cái này có thể mua Ormet vô đi Kira cũng được. Trời, bây giờ trứng nhiều quá nè. Bạn biết không? Trứng nhiều như vậy mà không đi Kira thì nó tiếc bạn. Trứng nhiều như vậy á, khả năng lên con kia 3 sao sướng lắm. Sướng lắm. Đây, đó có Kira luôn nha. Có Kira luôn nha bạn. Đâu, thể hiện cho anh coi coi. Đương nhiên là thằng này không thể thắng được mình. Warrior Dam ở đâu mà giết thằng Goblin bây giờ đây? Warrior biết là mày khỏe đấy, nhưng mà Dam ở đâu mà giết thằng Goblin bây giờ đây? Khó lắm, tại vì Goblin bây giờ nó trâu quá, nó trâu vượt bậc. Đừng nói tới hiệp 18, nhưng mà nói thẳng luôn hiệp 24 luôn. Mình cầm 6 Goblin muốn thắng mình thì đội hình của bạn cũng phải mạnh lắm. Chứ bạn muốn thắng mình cũng khó. Đâu phải muốn thắng là dễ. Đâu phải muốn thắng là dễ đâu bạn. Ui, 50 tiền không? 50 tiền nó chuẩn chỉ nha bạn, nó chuẩn chỉ. Để im đó. Còn ba cái trứng này mới dễ. Đây. Đây là cái cách mà bạn xài trứng nè. Đó. Bây giờ nó lại khác rồi nha. Đó, up cấp nè. Lên level 9 một cái là mình để thêm một con tay ngắn vào để làm gì? Búp cho con, gọi là hiến tế. Gọi là hiến tế cho con Kira Venomancer. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Mọi chuyện nó đơn giản từ cái lúc mà mình cảm giác như là mình có tiền, mình định tích 50 tiền sớm là mình cảm giác như mọi chuyện nó dễ hơn hẳn rồi. Khi mà đội hình mình có con Heaven Bomber 2 sao sớm là mình thấy ngon quá rồi bạn.
là ngon quá luôn. Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Mày thấy con Venom tao đứng đây không? Mày muốn gì? Mày muốn gì? Muốn gì? Đập nè, đập nè, đập nè, đập vô mỏ mày nè. Thạch Trì Phù Văn. Rồi giờ solo. Rồi Berserker mày đòi solo với Venom Hunter. Nghe thấy sai vãi rồi. Nghe sai vãi rồi. Làm gì có cửa đó. Đừng nói tới là có 6 goblin nha. Rồi ơi, Venom Hunter Siren luôn nè. Không mua thì nó lại dốt quá đúng không? Phải mua. Phải mua nha bạn, mình nói là phải mua nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Cái này được á, mình sao mình ép cho nó cái thạch chuyện phải cái tinh thạch sinh lực nó làm gì? Mình không cần cái gãy gai, mình cần cho nó cái sức sống nhất có thể là sao? Được là mình ép luôn cái thì mẹ ép cái đỏ này dở lắm. Ép cái này trước đi. Nhưng mà chút nữa mình cần nó là cần một cái gì tự nhiên giờ nhắc tên quên. Quyền trưởng mãng xà. Quyền trưởng mãng xà, tại vì đội hình mấy thằng này không có đi phép, nhưng mà mình sợ cái khống chế thôi. Chứ còn phép, phép thì mất mớ cái gì. Phép thì mất mớ cái gì đâu. Đây, lại một cái thạch chùy nữa. Một cái trưởng phép thuật. Ui trà, ghê vậy ta. Tính ra là cũng dữ dàng đấy. Tính ra cũng dữ dàng đấy. Có Siren luôn nè. Ôi. Cái này đưa Siren vào. Cái này đưa Siren vào. Quá tuyệt vời rồi bạn ơi. Bài như vậy thì nó không còn chỗ nào để chơi nữa. Không còn chỗ nào để chơi. Mình đã trên cơ quá đáng luôn khi mà mình level 9 rồi. Cái thằng đầu bảng này giỏi lắm á, thì cũng chỉ là nằm ở cái mức mà kiểu như chết rồi, nhầm rồi. Tại sao lại chọn cục ma năng ta? Kỳ vậy, mình bị nhầm rồi bạn. Mình tưởng bên ngoài không có cục ma năng nào. Mình bị nhầm rồi. Trời ơi, tiếc thiệt mà không sao. Không sao. Thằng xanh nói gì cũng đúng. Thằng có tiền nói gì cũng đúng. Mình đang có tiền. Giờ mình còn lớn hơn tụi này nữa. Tại sao? Level 9 lớn hơn không? Lớn hơn nhiều chứ. Lớn hơn nhiều chứ. Đồ mà đập nè. Mà đã vậy mình nói thẳng luôn nha. Hiệp 21 mà mình có nhiêu đây con Venom Hunter á. Hổng quá hiệp 30 là mình có nó 3 sao luôn á, bạn tin không? Hổng quá hiệp 30 là mình có con Venom Hunter 3 sao luôn. Hay! Gậy nè, né tránh nè. Đúng chưa? Đúng nhịp chưa bạn? Đúng nhịp rồi, đúng nhịp rồi bạn ơi. Cái này là đưa cho Venom Hunter thì chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Vô. Bây giờ thằng nào hết tiền là không có cửa nói chuyện với mình. Thôi thẳng luôn. Bây giờ thằng nào hết tiền là không có cửa nói chuyện với mình. Chỉ có anh em Việt Nam của mình mới nói chuyện nha. Ông Kim Kim nè. Còn 52 tiền level 8 là có cửa chơi với mình thôi. Có cửa chơi với mình thôi. Chứ còn mấy thằng kia không có cửa chơi. Tại vì mấy đó hết tiền, không có cửa nói chuyện với mình. Chắc chắn luôn. Thằng nào là đập luôn nè. Trời ơi, ông này ghê nè. Đi Goblin mà kiểu giành chết như vậy thì mày chết con à. Mày có vẻ như là mày. Trời ơi, thằng này nó bệnh rồi bạn. Nó quyết định là nó giành chết Goblin với mình mà. Nhưng mà nó không có 6 Goblin rồi mày ăn tao kiểu gì đây thằng này. Wendy nè. Mày chết chưa? Đi chưa em? Cái thằng Wendy này là kiểu như là quên đi các bạn. Quên đi luôn. Không bao giờ có cửa nói chuyện với mình. Ok. Anh em mà đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình. Để cảm ơn mọi người. Thấy trên cơ nhất là sao? Bây giờ mình sắp lên level 10 rồi. Bây giờ cái thằng level 7 nè, mình up level 10 mình gác nó 3 chết. Mình gác nó 3 chết rồi hỏi lấy đâu cái gì mà được cái lượng sức mạnh ở đâu mà nó có thể kháng lại được mình. Mình đông như quân Mông. Nó vậy thì biết ở đâu mày, chỉ có nước mà làm kiểu như là lót đường cho gió ngựa của tao thôi em ơi. Không, đây Wendy. Ôi ôi. Giành chết Goblin mà tới 3 con 4 con 3 sao là bạn hiểu cỡ nào rồi, quyết định là xoay hết tiền luôn á. Nhưng mà chơi như vậy thì không có em ơi, chơi như vậy thì không có, quyết định giành chết với mình mà. Quyết định giành chết với mình mà kiểu như chơi mà chất chơi người dơi luôn á, chất chơi người dơi. Nhưng mà cái đó là mày gặp ai chứ mày gặp tao mày chết. Cái đó gặp bạn nào mà chơi giành chết kiểu như vậy á, gặp thằng nào biết chơi chết liền. Tại sao mình đâu có đi Goblin? Mình đâu có đi Goblin, mình chuyển chi ra liền được, mình bỏ Goblin mình lấy con hiến tế luôn. Thấy chưa? Mình biết mình phải dồn con nào. Dồn mấy con giống như Kybreaker đồ này kia 2 sao thôi. 3 sao làm chó gì. Lên được 3 sao thì tốt, không lên được thì cút. Mình nói thẳng luôn, đách cần. Đách cần. Lên được 3 sao làm gì? Chủ yếu là phải có con gánh là sao. Nếu mà không có Venom Hunter gánh giống vậy thì phải có bơm. Không có bơm vứt, trời. What the hell, nãy giờ là cái trứng này là cái trứng thứ 5 rồi đó. Không, cái trứng thứ 4 rồi đó. Cái trứng thứ 4 rồi đó nha bạn. Cái này là cái trứng thứ 4 rồi đó. Ghê vậy ta. Ôi cái trứng này trứng thứ 4 rồi đó.
không biết là nên lấy cái búa xác hay là nên lấy cái quyền trưởng bản xà ta, hơi khó nha. Mà tụi này nó không có khống chế nè, tụi này nó không có khống chế nè, rồi đập rồi Venom nó đập kìa thì thôi luôn, hết muốn nghỉ luôn á, muốn nghỉ chơi dễ sợ luôn, nó đập thôi ôi. Mày nè, mày nè, nè, trời ơi đập kinh khủng thiệt. Nhìn chán hết muốn chơi luôn. Trời ơi. Cái này ép luôn cái áo choàng tabu luôn, cho Venom Mancer luôn. Bây giờ nè, bây giờ nó không cần tăng nữa, áo quên không cần đam nữa. Bây giờ nó cần kháng phép với lại trâu chó, à nó cần kháng phép với trâu chó. Mà bây giờ nó bên ngoài nó còn trứng nhiều như vậy thì chừng nào mình mới xài hết các bạn. Mẹ thịt kho hộp dịch à. Thịt kho hộp dịch à, hay là muốn làm cái gì đây? Trời ơi, chi mà dữ vậy, tao đâu có cần thiết nhiều dữ vậy. Trời ơi, đây rồi. Con ọt mét mình có mất 1 sao nha bạn. Trời ơi, quá trời nhiều Warlock. Warlock bây giờ chắc kiếm là chỉ kiếm con Warlock Dark Spirit thôi. Chứ còn mấy con khác chê, không chơi. À, lên được 2 sao luôn, Reaper luôn nè bạn. Mấy con khác chê, không chơi. Tại dù gì mình lấy con sao Rocker về, sao Reaper về đó mình cũng đâu có làm gì, mình cũng đâu có xuyên. Lấy Dark Spirit nó ngon hơn nhiều chứ đúng không? Lấy Dark nó ngon nhiều. Trời ơi, thấy thằng đi Warrior là biết Dark nó ngon hơn nhiều rồi. Áo choàng ma pháp nữa, cái gì mà dữ vậy? Ok. Cái này thì làm ơn lấy cái đá ma năng rồi lên cho mình cái tẩu phi thúy. Cái tẩu đó không phải là cái tẩu phi thúy nữa, bây giờ nó kêu bằng cái tẩu gì nè, giờ không nhớ nữa. Siren 2 luôn, Venom Mancer luôn. Ôi ôi, cái này là phải bán một con này để mua Venom Mancer về. Venom mà ngay lúc này bạn ghép là bạn dạy rồi đó. Ngay lúc này bạn ghép bạn dạy mình còn tiền. Từ từ mình chơi cũng được, không có cần phải lấy trứng ép rồi. Bây giờ mình ghép 3 trứng lại thành cái trứng 2, ghép con này lại thành Venom 2. Hai cái con Venom 2 với một cái trứng 2 là lên thành Venom 3 đúng không? Dư. Cái đó thì dư rồi bạn, cái đó dư mình không cần. À mình không cần. Ok. Từ từ ra thêm một con nữa bạn sẽ tiết kiệm một cái trứng. Rồi giờ muốn gì? Venom nó đập hết em à. Rồi giết hết mấy con kia đi, rồi để Venom nó trâu. Venom nó trâu. Bây giờ muốn giết mình khó lắm bạn ơi. Ủa mà tính ra nãy giờ mình 19 trận thắng liên tiếp rồi đó hả? Mình không biết luôn á, tính ra là mình không biết luôn á. Ghê vậy ta. Ôi đây rồi. Rồi cái này lấy 2 trứng up đi. Lấy 2 trứng up đi, có vẻ hay đấy. Có vẻ hay đó bạn. Đó, như vậy là ổn nè. Như vậy là ổn định nhất nè. Ok chưa? Bốn thắng. Thôi, Wendy ơi. Chết rồi em ơi. Wendy. Ôi, thằng này nó 70 máu. Nó kiểu như là nó chỉ thua mình thôi bạn. Nó chỉ thua mình thôi chứ nó không có thua mấy thằng kia được. Đội hình nó trâu. Đội hình nó cũng khá là xanh. Nó chỉ thua đúng mình thôi, thua lần 9 con. Thua lần 9 con mà mình cũng không hiểu thua lần 9 con là kiểu gì luôn á. Kiểu gì được luôn, ghê thật. Cái này là ép cái này trước nè, đó. Lên này cho nó trâu hẳn luôn bạn. Ôi, Venom Mancer 3 sao mà, tại sao lại không. Đây nè, đó, mày chết mày chua, hồi tẩu. Tẩu kháng ma pháp rồi. Bây giờ thằng nào cầm phép vô đây, bố mày chấp hết. Bây giờ chả biết làm gì nữa luôn. Này vậy thì có kháng, có hút máu thôi. Ôi đắt nè, rồi đắt này thì cút mày giùm đi. Sao Ripper à, ma năng vô cho nè. Rồi mình ghép cái này thành cái mặt nạ con rối luôn, cho Venom Mancer luôn. Chút xíu nó được thì mình lên cái trái tim rồng luôn. Trái tim rồng cho nó trâu chó luôn. Đó, thấy chưa? Dồn tất cả mọi thứ là Venom đồ thế giới nè bạn, vừa có đam vừa có trâu. Trâu thì khỏi phải bàn, trâu khỏi phải bàn tới vừa vô thôi 4k máu nè. Vừa vào game thôi 4k máu, 5k 2 máu nè. Ôi mà đội hình mình không có chết được nha, đội hình mình không có thể chết nha. Nhiêu đó thôi đó, là 5k 2 máu rồi đó. Mà 5k 2 máu là nó còn thua, còn hơn con quái nữa. Còn hơn con quái nữa thì giờ muốn chơi sao đây. Ghê thật sự.
quá. Bây giờ chỉ có nếu mà xoay ra mấy con 5 tiền thôi. Quá trứng rồi bạn. Ôi bơm luôn. Trời ơi, cái này thì xong rồi. Lấy hai con Wiza ra ngoài. Lấy hai con Wiza ra ngoài để bơm vào. Xong là thêm một con này vô đi hiến tế nè. Con Ripper, Ripper hiến tế nha bạn. Chết sớm càng tốt dùng tao. Để làm gì? Bơm máu cho Venom thôi. Làm cái gì? Ghê thiệt. Hiệp này mình hơi bị nhiều trứng luôn á, chắc phải 5 cái các bạn. Ờ, chắc phải 5 cái, 5 hay 4 cái gì đâu, rồi 4 cái trứng là bạn biết dữ dằn lắm luôn á. Đúng kiểu thịt kho vịt luôn. Trời ơi, thôi chết rồi. Trời ơi, Venom không anh tiêu được, đập chậm ghê không? Mà đập chậm rồi sao? Đập chậm rồi bạn lấy cái gì bạn giết nó mới là vấn đề. Chứ đập chậm chả vấn đề đâu, đập chậm thì nó đập cũng chết à. Từ từ đập cũng chết à. Đó, nè, đó. Là bạn lấy cái gì bạn giết nó mới là vấn đề. Giờ bạn không cho nó ra skill đi. Ờ thì biết rồi, không cho nó ra skill đi rồi bạn lấy cái gì bạn giết nó. Không có gì giết được mình bây giờ, phép mà. Xin lỗi nha, tổng kháng ma pháp nè. Quyền trưởng mãn xà nè, rồi bị vô đây bạn giết tao. Ờ chấp mày một cây số luôn, hai bi ba lỗ luôn. Ờ muốn chơi cỡ nào chơi luôn. Không có kiểu gì. Còn đừng nói tới cái độ sát thương vật lý. Sát thương vật lý mình có goblin. Ok, mình có goblin. À, có goblin thì là đủ trâu rồi bạn, là đủ trâu rồi. Được không? Muốn chút xíu ép cái giáp băng vô nữa là mày chạy. Ô, ép cái giáp gai vô nữa thì rồi chạy đâu? Ô quên. Cái đó kia bằng cái giáp xương. À, ép cái giáp xương vô rồi mày chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Giờ đánh đi. Cho mày gãy tới Tết luôn, kiểu như mũi đốt inox vậy không? À, kiểu mũi đốt inox này, cái con đó phải chết. À, cái con hiến tế phải chết bạn. Con nào không chết được nhưng mà con đó phải chết, bắt buộc là phải chết. Hồi hồi nó đập như vậy thì thôi. Ra đường hết bạn ơi, nó đập như vậy thì không thể nào đỡ lại nổi. Ép cho mày cái này luôn, còn cục ma năng này có thể để cho con bơm cũng được, đó. Rồi bây giờ xoay tiếp, trời ơi ra trứng nữa. Thôi, ra trứng nhiều như vậy. Hát à, mày hát à, sao ra trứng nhiều như vậy. Ôi cái khả năng này là mình có 100 mình có trận thắng 100 máu các bạn, cái thằng nhì bản bây giờ nó mới có 6 goblin nhưng mà nó còn 49 máu thì mình cũng gọi là thần kỳ lắm luôn á. Không hiểu sao nó roll sớm như vậy mà nó còn tới 49 máu ở đây. Rồi giờ 40 thí dụ đi. Bây giờ đội hình mày 6 goblin đi. Rồi đam ở đâu mày giết con Venom của tao đây. Đó. Cái đó bạn thấy không? Gọi là sai lầm trong cái cách chơi, không phải là nó bài nó xấu nha, bài nó rất đẹp nó mới xoay được vậy. Nhưng mà nó sai lầm. Nó không có chọn đúng lúc, đáng lẽ là nó lên 6 goblin sớm. Xong rồi nó lên level 8, rồi nó bắt đầu nó xoay. Có thể là bài nó đã ngon hơn giờ, bài nó đã khác rồi, mọi chuyện nó đã khác rồi. Nhưng mà do nó chọn cái lúc xoay của nó sớm. Gọi là cái timing của nó hơi bị sớm một chút xíu. Đáng lẽ là nó không nên làm như vậy nhưng mà nó chọn cái phương án đó thì nó chết thôi. Mày đúng rồi, cuộc đời bạn là do bạn quyết định mà. Chọn cách nào là chọn của bạn, quyền chọn của bạn, nhưng mà chọn sai bạn chết chứ đâu liên quan tới mình, đúng không? Nè thấy không? Nó xoay bài đẹp á chứ. Nè nó giành chết hết của mình là mình có con nào 3 sao đâu ngoài con Venom đâu. Tại vì sao mình up cấp sớm? Ờ, lối chơi nó khác nhau liền, bạn nhìn chơi là bạn biết thằng đó nó cũng đi goblin. Mình cũng đi goblin. À, nhưng mà bây giờ nè, khác biệt là sao? Là mình có bơm, nó không. Tại sao? Level 8 mày xoay chừng nào có bơm đây. Mà hiệp 32 rồi mới level 8, rõ ràng timing thằng này nó có lỗi rồi. Cái đồng hồ sinh học của thằng này nó có vấn đề. Không thể nào có cái chuyện như vậy được. Đáng lẽ là nó timing nó phải đúng nhá. À, lúc đó là nó không phải xoay mà nó phải up cấp. À, nó chờ, nó gồng hay là kiểu gì đó. Nó timing theo kiểu lúc đó là nó xoay. Xong lúc này bắt đầu là nó lên level. Đó lên level, đó là giờ lên level 9 rồi. Trễ quá rồi. Bây giờ lên level đâu có giải quyết được vấn đề gì nữa. À, đâu có còn giải quyết được vấn đề gì nữa đâu. Đúng không? Bởi vậy mình nói nó sai chưa? Nó gọi là sai từ trong cái cách chơi các bạn. Cách chơi mỗi thằng mỗi khác nhưng mà cách chơi nhiều thằng nó sai. Phải nói thằng này nó sai rồi. Thằng này nó sai rồi để nó sửa. À, nè. Đâu, bây giờ bạn lấy cái gì bạn giết được cái con Venom Mancer của mình đây mà. Con Venom nè. Trâu đúng không? Trâu đúng không? Đập sát thương thuần kiểu này rồi mày chạy đâu? Chạy đâu? Chết đâu? Chết liền. Đừng nói tới đắt nha. Đắt 2 nha bạn. Đừng nói tới đắt nha. Đắt là một cái phạm trù nó khác biệt rồi. Ở đắt là một cái phạm trù nó khác biệt rồi. À, đập nè. Rồi giờ chạy đâu? Ôi, Warrior trâu đấy.
Warrior trâu đấy, tao còn trâu hơn gấp 4. Warrior mày trâu, ok tao trâu hơn gấp 4 lần. Tính vậy đi cho nó dễ. Ôi ôi chết rồi, bây giờ mình xoay kiểu như là mình không biết là kiểu như xoay kiếm cái gì luôn á, kiểu như là đội hình mình nó đủ hết rồi. Không biết xoay đi kiếm cái gì luôn bạn. Xoay này kìa, kiếm bơm à, kiếm bơm lên 22 cũng được. Lên bơm 2 cũng được. Thắng rồi. Tóm lại là thắng rồi. Không biết thắng sao chứ thắng ngay lúc này rồi. Mình thắng ngay lúc tại lúc này rồi, bạn không thể nào chối cãi cái gọi là cái hiện thực nha chỗ đó. Thằng Warrior cũng chết nè, chính Warrior. Chính quơ rồi nè, đắt nè. Mà đắt nè là hơn là đắt không có đồ nha. Đắt mà có đồ rồi mày chạy đâu. Một đắt thôi là chết liền. Warrior khỏi nói. Ok. Mr. Dead. Gặp ngay thằng chính quơ này mới khó thiệt luôn. Hiệp 35 rồi, hiệp 35 chơi luôn. Bơm 2, quên. Nếu mà được lên bơm 2, 50 tiền giờ có cần phải xoay không? 50 tiền giờ cần phải xoay không? Xoay làm gì nữa? Xoay làm gì khi mọi chuyện đã ngã ngủ đó. Chính quơ thì cũng ghê, chính quơ cũng ghê đấy, nhưng mà ghê thời nào chứ không phải thời này. Có vẻ như thời này thời hiện đại rồi, còn chính quơ ghê lúc tiền sử à, lúc đầu game này cũng ghê đấy, nhưng mà còn giờ thì không. Giờ không ai đi chính quơ, đi chính quơ làm gì? Đi chính quơ gặp một đắc, gặp một đắc thôi chứ đừng nói chi đắc RO nha bạn. RO là nó một cái gì nó kinh khủng hơn rồi, đắc thôi là xong rồi. Đắt thôi là giải quyết hết mọi vấn đề. Ép cho mày cái bú xin bú điện. Mà đã bú lan bú điện nữa. Bây giờ muốn chơi kiểu gì đây? Venomancer giờ hỏi mày muốn sao đây? Tao đập con cái là tụi nó chết hết ráo rồi. Giờ mày cho thêm bú điện vô nữa. Đập xong rồi còn giật giật tạch 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 tạch. Đá ma năng luôn. Rồi nhỏ thôi. Ép cho mày cái đau quỷ luôn. Được thì ép cái gậy như ý luôn. Rồi đặt gậy như ý luôn. Rồi đó. Cái này giờ sao đây, cái này giờ mới khó nè, giờ không biết đưa vô con nào mới khó chịu nè. Rồi giờ xoay hết 50 tiền mình cũng chán các bạn. Kiểu như cũng chán á, không biết. Bơm nè. Bơm nè, xoay luôn. Này chắc lên bơm 2 luôn quá. Hết giờ rồi, lấy up bơm 2 rồi xong. Rồi. Đẹp á, đẹp á. Rồi ơi, GG. GG bạn ơi, GG bạn ơi. Ok, ôi, nổ, bơm nổ cũng đau nữa, trời, khó chịu thiệt luôn, khó chịu thiệt luôn. Ok, ok, GG, ok. Xong, xong liền. Ok, em đang xem, để lại cho mình một like và đăng ký vào channel mình. Nhớ comment là bên dưới, thì em sẽ được thả tim nha. Rồi, chào mọi người. Take a body's high and high.